Bên đó mấy cái chuồng cua phải không cha? Ừ, chắc vậy quá. Cái chuồng chim cu á. Chuồng cu. Chim cu á. Đó 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 kìa. Ủa, chim bồ câu. Ủa, nước cạn dữ vậy. Xin tím. Dạ. Này có mình đi không vắng quá ta. Ừ. Bữa hôm nay bác ba khu này gì vậy? Ờ, đông lắm mà không đông lắm. Không, mua vô đây mua mới mua. Đây mua hả? Yeah. Đi tàu thì mình đi ở đây, đi xuồng thì đi dưới kia. Mua yeah. Vé thì mua ở đây. Tàu vé là bao nhiêu? 10-50 nghìn. Dạ. Đi vòng phải không? Đi vô trung tâm khu rừng tham quan, trong trung tâm khu rừng rồi chừng nào muốn về xuống tàu đi nhập. Dạ. Như là 2 chuyến luôn, 2 chiều ấy nha. Dạ, cảm ơn. Vé 2 triệu á. Dạ. Vậy chút nữa đi cái gì mua được không? Dạ, vòng vòng đây coi. Dạ. Gì hả? Đi tàu hả? Ta muốn đi tàu. Vậy đi tàu thì mua vé. Đi tàu nếu mình đi về luôn là khoảng 5 số. Ừ. Rồi mua vé đây phải không? Vé chứ thôi. Thôi nè. Cái ghế đó. Xuống đây tôi sợ vậy trời. Mệt qua trái rồi. Đây nó có cá gừng, cá đồng không? Có. Đây bèo. Cái này bùa hổm bèo nhiều lắm mà giờ thì sao hết bèo rồi nè. Cái này nè. Chưa hết bớt rồi. Cua bè cái này nó dạng bả cây. Thả cái này chạy đủ được. Có nhân viên chặt mấy cây này nè. Lúc trước đi có. Ra chặt mấy cây á. Giờ này cò nó đi hết trơn rồi, chiều mới về. Muốn cạn nước rồi nha. À, như bơm nước vậy nó hạn chế cho nó cháy á.
Dạo này đâu có ăn nhầm gì, dạo mấy chú mình chạy vòng vòng vô vòng vòng vô chẳng rồi còn ở trong giữa rừng nhau á, lát lên chảnh là bộ chảnh á, là bộ chảnh á. Mặc ống gừng thiệt nè. Nuôi. Không nuôi hả? Không nuôi, em giới thiệu là khu vực nuôi ông mà. Ngồi đây thấy đường lái không anh? Thấy hả? Thấy hả? Ngồi đây thấy đường chạy không? Chết á, mấy cây đó nó chết á. Trong này không khí ngon lành ha. Cá lóc á. Cá quậy quá lớn. Giờ tới bến này. Không, mà dưới đề này, dưới sập này chắc còn cá nhiều. Thiên nhiên mà. Tay xiệt luôn. Trời trong đây xiệt chắc bị bắt à. Khu bảo tồn. Gừng mà gừng hồi đi xưa á. Cảm ơn anh nha. Vô đây mát quá ha.
tàu này nói chuyện không vui. Đây, chào bảo.